Cá lóc, cá lóc nè. Bỏi nhau. Từ từ, chưa. Em dừng khoảng chừng là 2 giây. Ngồi đâu rồi? Một tình đứa nào? Đâu? Nè, thở sâu vô coi. Trời ơi. Trời đã luôn vậy. Ủa sao vậy? Sao té gì dữ ta? Hả? Dạ bạn, mến chào quý cô chú anh chị, mến chào cả nhà thân yêu nha. Chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh của Mẫn nè. Bây giờ hai chị em Mẫn đi mò cá, đi với ông Út và cả nhà đi theo với chị em Mẫn nha. Xem coi hôm nay mò được cá không nè. Ông Út đi xuống trước này. Trời nóng lên đây, trời nắng. Ngày này chắc cỡ 10 giờ rồi đó chứ. Đi bỏ dép vô trong ấy, bỏ vô chưa? Bỏ vô đi. Trời ơi, chủ yếu là mình nghĩ là cái chơi nhiều. Em mua đường này xuống được không ta? Có cảm giác nó hơi sâu ha. Mò luôn ha ông ốc. Để con xuống. Trời ơi sao nè. Chế ơi em xuống trước này vậy. Trời, xuống đi cái đường bạn xuống đi. Không có dốc. Ủa không, không có đường xuống luôn. Ôi. Mới đây được con cái chơi bự rồi nè. Ô, trời ơi, cái gì vậy? Cá hả? Cá cuốn. Con cá lóc. Ê, sao đây? Chế cầm cái tọt, cầm cái tọt đi chế. Lóc thiệt nè, đó. Tham dữ trời. Con này nó làm gì vậy trời? Cái hang đây nè. Hang cá lâu kiến nhiều. Hả? Hang cá lâu kiến không luôn á. Đi chế cái con này bự quá chứ. Ừ.
trời ơi hộp đi vô chơi. Hộp chưa? Ý là hộp vô chung luôn đi. Hộp vô luôn nha. Từ từ chưa. Em đang kẹp lại như chân cây, cửa thiếu tay em nè. Rồi đâu rồi? Một cái đứa nào? Đâu? Nè, thật sâu vô coi. Nó chạy ra là em kẹp chúng rồi đó. Được không? Con cua mà. Con cua hả? Cua hả? Ồ. Móc ra. Cua còn bự lắm. Buông ra đi. Bự lắm á. Thôi bắt luôn. Kẹp tao tao bắt ra mà được mày luôn. Ngoài đi. Ôi sâu dữ gì trời. Sâu dữ dằn luôn á. Mày hả? Nghe không? Dạ nó kẹp mà bắt trong được mày mà. Bóp lại, bóp cái càng nó lại. Không bóp bắt gì nè. Đâu rồi? Kẹp hả? Nè. Bấy luôn. Ê. Cả nhà mình không có đi trước. Tại ông Út dặn dấu chân á. Ông Út là chuyên mò cá nha cả nhà. Ông Út hồi đó tới giờ là toàn là mò cá chê không à. Rồi cá nhiều dữ lắm luôn. Hôm qua ông Út mới mò nữa. Hôm qua ông Út là định rủ Mẫn đi rồi. Xong rồi cái sợ Mẫn bận công chuyện á không có đi. Cho bữa nay hai ông cháu mới đi. Kiến quá trời luôn mà không thấy nha. Hang cá lồng kiến quá trời luôn nè. Cá lồng kiến nó làm cái hang kỳ lắm. Tròn ngủm mà. Tròn ngủm mà cạn. Giờ này nó đi chơi hết hả ta?
được đó hả? Chưa. Trời ơi trời, nó quay cái càng ra luôn trời. Nó quay càng ra luôn đó. Để mặn vô trong luôn. Rút ra. Vô coi, vô coi. Vô coi. Dạ dạ dạ. Ôi trời, cái con này trời. Được rồi chưa? Sao đâu, thì vậy thì không sao đâu. Có ai nhúc nhích đậm đậy thôi chứ đi ra. Con, ông gì? Ui gà bá vô nè. Ông gì? Ông Nghệ. Ông Nghệ hả? Sao? Sao nó tâm nó bên. Đúc. Đúc rồi. Nó lộ thẳng, bộ cái banana bên đây đó con. Hả? Lộ thẳng. Nè. Trời ơi. Ôi trời ơi là trời. Vậy mà tôi chui vô trong đó hay thiệt trời. Chút nữa là banh cái mặt luôn rồi. Chút nữa hết trơn cái mặt đẹp đi. Nói nghe vậy. Nè, làm chút kia vô nhìn. Tử tử. Để cho nó bự rồi. Trời ơi. Quá câu cá đã luôn. Đen. Đen. Đứng đây nè. Đen. Vậy là ở đây ông này đó nha. Hay mà bắt dính tép. Đã không? Đi đâu cũng tép. Đi đâu cũng tép không? Ốc nữa nè. Xíu. Hãy bỏ ghè mà thấy có cá chạy mà ta. Chặn queo. Hết rồi. Quá hả? Sao không? Anh đang thì nó cũng ngò hang nữa đó. Có gì không ta? Có không đâu hả? Bự quá nè.
cái giò của em. Ở đây sao không phát hiện ra có chim chép nha, ít quá nha. Ít chim chép. Đúng ra có nhiều ha. Ừ nhớ bốn con gõ hàng mà. Đây nè, lũng lỗ trà bá luôn. Ồ, vậy đi rồi vậy. Để con ý cho. Giờ lũng có lỗ nè. Rồi. Lũng rồi, để con ý lại cho, con mai lại cho. Kiếm cỏ mai lại. Cái nhỏ không? Em không biết được. Chơi bốn con rồi. Bốn con. Đây này chắc đi. Ô chắc nè, chắc lợi luôn. Chắc dữ dằn luôn. Ba bốn con ngỡ ngàng, nãy con nhớ bốn con mà. Bắt con hả? Bắt một con rồi. Con Út gắn bắt. Lỗi biết xa. Ừ, lỗi biết con xa. Còn ba. Đi được cũng hay. Phóng ra, nó phóng ra mà mình không hay. Rồi xong. Nước này nước lớn cái gì không biết. Mình nó chạy theo gió. Con hồi nãy ông Út bắt là con, nó con nhỏ mà cái con kế hồi nãy á, mà cái con đó con bự mà hồi nãy nhìn trong đó không có, không có con bự hả? Ừ, không có con bự. Cua. Dạ không? Dạ mẹ. Ở
nào á. Mà Linh mới gặp cái này mê chết rồi. Coi chừng nó chui ra ngoài nha. Chui ra không à? Được không? Chưa, em chưa bắt được cái đầu nó nữa. Ê vui. Ê làm sao tôi ra? Làm sao giờ trời? Thôi, mày sẽ xé cái tay cái dài vậy bắt không à? Không đâu, cạn queo à. Ê chứ. Em sợ nó dụng rồi. Ra nha. Dính vô. Dính đầu rồi. Dính đầu rồi. Chắc ha. Rồi chắc rồi. Rồi, buông ra nha. Rồi, buông ra. Ê, cô cháy ơi. Cá lóc. Phải nhau. Chạm đây mẹ. Muốn hồn ăn nãy giờ tôi lắp nữa. Đi thôi, tôi dưới kìa. Nhìn xuôi đi con. Mình có nhiệm vụ mà đứa bắt cá đứa bắt ốc. Mà đứa bắt ốc bắt cá thì ngon. Đi tìm cây. Giờ của tôi. Giờ của tôi. Trời.
đúng như vậy hả? Khát nước lắm hả? Hả? Ôi trời ơi, càng kêu càng uống. Trời. Ủa nó hang bự quá, nó chui ra sao ta? Nãy nhớ đèn lại hai ba con không mà. Được rồi. Bự mà bấm bấm như thế này là không có cá.
bông luôn trời. Trời ơi, cái bọc này lủng dữ rồi, về nhà cũng phải kiếm đường mai mới được. Nè. Không biết đủ không nữa gì? Không biết đủ không nữa. 1, 2, 3, 4. Ủa sao nãy giờ? 1 con. 2 con. Đi nữa quá. 3 con, 4 con. Ủa sao mà còn 4 con rồi vậy? Cái lỗ đó đi nữa rồi vậy. Đâu cái lỗ này con còn mai mà. Lỗ mày. Lỗ này lỗ mới nè. Đâu rồi? Nè đây nè. Ủa sao vậy trời? Một con, hai con, ba con. Bốn con, à năm con mốt rồi. Năm con à, mà nó giờ khí thế luôn, thêm hai ba con nữa bây giờ được có năm con à. Mồ mèn đét ơi. À, cuối cùng ông cháu của Mận cũng mò xong rồi nha cả nhà. Chủ yếu là ông Út mò thôi à, vẫn mò được hai con cá lóc. Hai con cá lóc mà cũng không có bự hung đâu, cũng chắc còn cũng giờ cái gì đó. Bây giờ thì Mẫn không muốn cái chị Linh đi vô. Nếu mà cả nhà thích video này của Mẫn, cả nhà nhớ cho Mẫn xin một like, một lượt đăng ký và bật chuông thông báo hội Mẫn luôn nha. Hẹn gặp lại cả nhà ở video sau nè. Ông Út thì bị lãng tai nha cả nhà, đôi khi Mẫn đứng Mẫn nói chuyện như vậy ông Út cũng không có nghe nữa đó. Cả nhà thông cảm nha. Lủng nhóc hết trơn luôn trời, nãy mấy chị kiểm tra lại cho hết rồi. Còn lỗ nào nữa không?